viên Kremlin phủ nhận thông tin Nga âm mưu ám sát lãnh đạo hãng vũ khí Đức. Bắn trượt UAV Ukraine, xe phòng không Nga bị pháo phản lực HIMARS tập kích. Tổng thống Zelensky chỉ kêu gọi viện trợ vũ khí, không yêu cầu Mỹ đưa quân tới Ukraine. Báo Mỹ nhận định Ukraine không mở cuộc phản công mới trong năm nay. Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Huấn rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Ngày 12 tháng 7, Điện Kremlin đã phủ nhận thông tin cho rằng Nga âm mưu ám sát giám đốc điều hành hãng sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức, ông Armin Papperger. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi rất khó bình luận về những tin tức của nhiều cơ quan truyền thông khác nhau mà không chứa bất kỳ lập luận nghiêm túc nào và dựa trên một số nguồn ẩn danh." Ông Peskov khẳng định đó là tin tức giả. Trước đó, CNN dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng Nga có âm mưu ra tay với các lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng của những nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Một trong những kế hoạch đó là loại bỏ giám đốc điều hành của nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall, Đức, ông Armin Papperger, 61 tuổi. Tuy nhiên, tình báo Mỹ đã phát hiện ra kế hoạch này và thông báo cho phía Đức. Ông Papperger sau đó đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Bản thân công ty Rheinmetall không bình luận, nhưng các báo cáo về thông tin đã gây xôn xao dư luận ở Berlin. Một số chính trị gia kêu gọi phản ứng cứng rắn nếu tin tức này được chứng minh là đúng. Rheinmetall là một trong những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu đã sản xuất đạn pháo và xe quân sự cho Ukraine. Sau vụ việc này, một số đơn vị sản xuất quốc phòng của Đức cho biết sẽ đánh giá lại các biện pháp an ninh. Ngày 12 tháng 7, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng đoạn video cho thấy máy bay không người lái trinh sát của Trung đoàn 14 theo dõi một tổ hợp phòng không Tor được Nga triển khai ở khu vực trống trải. Phát hiện UAV Ukraine, hệ thống Tor khai hỏa tên lửa, song quả đạn bay trượt mục tiêu. UAV này lập tức chuyển tọa độ cho pháo binh Ukraine để tập kích tổ hợp Tor. Quả đạn thứ hai phát nổ ngay sát hệ thống phòng không Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tổ hợp Tor của Nga cố bắn hạ UAV của chúng tôi, song thất bại và bị pháo HIMARS phá hủy. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine không công bố hình ảnh thiệt hại của đối phương sau vụ tập kích. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Hệ thống phòng không tầm ngắn Tor được phát triển từ đầu những năm 1980 và biên chế cho quân đội Nga vào năm 1986. Tổ hợp bao gồm anten giám sát, radar theo dõi và bệ phóng tên lửa đặt trên khung gầm xe bánh xích. Nó có vận tốc tối đa 60 km/h với khả năng vừa quét mục tiêu vừa di chuyển. Các biến thể sau còn có thể khai hỏa trong lúc di chuyển, song chỉ ở mức độ hạn chế. Hệ thống Tor cơ bản có thể mang theo 8 tên lửa 9M330, 9M331. Chúng có trọng lượng phóng 165 kg và vận tốc tối đa Mach 2 tương đương 2.469 km/h, có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao 6 km và khoảng cách 15 km. Các tài khoản mạng xã hội nhận định, đạn phòng không của tổ hợp Tor không được thiết kế để tập kích các mục tiêu như UAV, trinh sát của Ukraine, do chúng có kích thước quá nhỏ để kích hoạt đầu dò cận đích trên tên lửa. Điều tương tự từng xảy ra trong video do lữ đoàn số 79 Ukraine đăng cuối tháng 6 năm nay. Trong đó, tổ hợp phòng không OSA của Nga khai hỏa tên lửa để đánh chặn UAV Ukraine. Song quả đạn không phát nổ khi bay sượt qua mục tiêu. Năm ngoái, giáo sư Sergei Makarenko tại Đại học Kỹ thuật Điện Saint Petersburg của Nga cũng cho biết, lực lượng phòng thủ của Moscow gần như không thể bắn trúng những chiếc UAV kích thước nhỏ bằng các vũ khí hiện có. HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời khỏi vị trí khai hỏa để tránh bị phản pháo. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine ít nhất 39 tổ hợp HIMARS từ đầu xung đột. Ngày 12 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới bang Utah của Mỹ, tiếp tục kêu gọi viện trợ quân sự để đối phó Nga. Chuyến đi của ông Zelensky tới Utah diễn ra ngay sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Washington. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky đã đăng tải hình ảnh ông tham gia một cuộc họp với các thống đốc Mỹ ở thành phố Salt Lake, bang Utah. Đây là cuộc họp mùa hè của Hiệp hội các thống đốc quốc gia NGA. Trước các thống đốc Mỹ, ông Zelensky tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ từ Washington. Ông Zelensky nói, chúng tôi không yêu cầu binh sĩ của các ông trực tiếp có mặt. Điều duy nhất chúng tôi mong muốn là sự hỗ trợ đầy đủ. Đó là các hệ thống phòng không cho thành phố của chúng tôi, vũ khí cho nam nữ chiến sĩ của chúng tôi trên mặt trận, sự hỗ trợ dành cho nỗ lực bảo vệ cuộc sống bình thường cũng như việc tái thiết.
kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho Kiev. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng chưa có kế hoạch đưa lính trực tiếp đến Ukraine. Chuyến đi Mỹ của ông Zelensky cũng đáng chú ý hơn giữa lúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cận kề. Hiện nay, Tổng thống Biden bị nhận xét đang ở thế yếu hơn so với đối thủ Donald Trump bên Đảng Cộng Hòa. Trong trường hợp ông Trump đắc cử, sự thay đổi chính quyền ở Washington nhiều khả năng sẽ tác động sâu sắc tới bức tranh chiến trường Ukraine. Ông Trump là người có quan điểm cứng rắn hơn đối với việc viện trợ cho Kiev. Ngày 12 tháng 7, tờ New York Times đưa tin, các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không kỳ vọng Ukraine sẽ thực hiện nỗ lực phản công mới nhằm đẩy lùi quân đội Nga trong năm nay, bất chấp việc các quốc gia thành viên đã cam kết cung cấp vũ khí mới trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Theo nguồn tin, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vừa qua, Ukraine đã nhận được cam kết cung cấp thêm tên lửa, xe bọc thép và đạn dược từ Mỹ và các đồng minh. Các quốc gia này đồng thời cũng ký cam kết hỗ trợ lâu dài cho Kiev. Tuy nhiên, tờ New York Times cho biết sẽ mất nhiều tháng và nhiều năm để việc chuyển giao vũ khí hoàn tất vì một số trong đó vẫn chưa được sản xuất. Một quan chức cấp cao của NATO tiết lộ, viện trợ sẽ đẩy Kiev vào con đường tiến tới một cuộc phản công mới vào năm 2025. Một người khác cho biết quân đội Ukraine sẽ tiếp tục ở thế phòng thủ trong ít nhất 6 tháng nữa. Chính phủ Ukraine đã đổ lỗi cho việc cung cấp vũ khí không đủ của phương Tây là nguyên nhân gây ra thất bại cho lực lượng của họ trên chiến trường, bao gồm cả trong cuộc phản công hồi năm ngoái. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phàn nàn về vấn đề tương tự. Ông tuyên bố rằng Kiev có quân đội sẵn sàng chờ được trang bị vũ khí. Ông Zelensky nói với hãng tin Bloomberg, "Chúng tôi có mong muốn phát động một cuộc phản công, nhưng các công cụ vẫn chưa đến, tức là chúng tôi có các lữ đoàn mà không có vũ khí, chúng tôi có lực lượng dự bị, chúng tôi có 14 lữ đoàn vũ trang nhưng chưa có vũ khí phù hợp." Giới chức phương Tây đã đổ lỗi cho một phần do chính Kiev. Theo đó, Tổng thống Zelensky được cho là đã nhiều lần vượt quyền giới lãnh đạo quân sự Ukraine để ưu tiên các mục tiêu chính trị. Chẳng hạn đầu năm 2023, ông đã dồn lực để phòng thủ thành phố Bakhmut, từ chối lời kêu gọi của các quan chức quân đội Mỹ rút lui và bảo vệ quân đội để phản công. Trong khi đó, Moscow từng tuyên bố không có khoản viện trợ nước ngoài nào có thể thay đổi kết quả cuộc xung đột Ukraine. Theo Nga, sự hỗ trợ từ bên ngoài sẽ kéo dài tình trạng đối đầu một cách không cần thiết. Các quan chức Nga cũng dự đoán vũ khí do phương Tây sản xuất sẽ bị thiêu rụi giống như các vũ khí của Ukraine. Mới đây, Hải quân Nga vừa hoàn thành cuộc tập trận ở biển Baltic. Trong đó, thủy thủ đoàn của hạm đội Baltic đã thực hành lắp đặt và vô hiệu hóa thủy lồi. Theo báo cáo của cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga, sự kiện nói trên là một yếu tố quan trọng trong việc huấn luyện và nâng cao kỹ năng của thủy thủ đoàn, nhằm đảm bảo an toàn cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội. Là một phần của cuộc tập trận, các thiết bị nổ dưới đáy và thủy lôi đã được sử dụng. Chúng được thiết kế để tạo ra hàng rào phòng thủ dưới nước. Mìn bố trí dưới đáy biển sẽ được kích hoạt khi tàu chiến đến gần. Ngoài ra còn có loại neo ở độ sâu nhất định và nổi lên mặt nước khi kích hoạt. Việc lắp đặt các loại thủy lôi như vậy có thể tạo ra một rào cản hiệu quả nhằm chống lại sự xâm nhập của đối phương vào các khu vực mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Các thủy thủ đoàn tàu mặt nước của hạm đội Baltic đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lắp đặt và vô hiệu hóa thủy lôi. Hành động này đòi hỏi sự chính xác và phối hợp cao độ, vì thao tác đặt hoặc tháo gỡ không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho chính mình. Việc thực hiện những bài tập như vậy trong điều kiện càng gần tình huống chiến đấu càng tốt, cho phép phát triển các kỹ năng cần thiết và chuẩn bị cho thủy thủ đoàn sẵn sàng bước vào hoạt động tác chiến thực sự. Bên cạnh bài tập trận, cuộc tập trận còn tập trung vào việc chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt WMD, trong đó trọng tâm là niêm phong thân tàu và tiến hành xử lý đặc biệt trong trường hợp đi vào vùng ô nhiễm phóng xạ. Hành động này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhân lực cùng với phương tiện trong điều kiện khắc nghiệt. Việc đào tạo như vậy rất quan trọng để chuẩn bị cho tình huống WMD có thể xảy ra, giúp thủy thủ đoàn sẵn sàng hoạt động trong môi trường rủi ro cao. Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện khẳng định trình độ và tính chuyên nghiệp cao của các thủy thủ đoàn hạm đội Baltic. Những kỹ năng nói trên rất quan trọng trong các tình huống chiến đấu thực tế, nơi tốc độ và độ chính xác quyết định kết quả. Không những thế, các bài tập còn giúp xác định và loại bỏ những thiếu sót phát sinh trong quá trình huấn luyện và trang bị của hạm đội, góp phần không ngừng nâng cao sức mạnh lực lượng hải quân. Với Nga và các quốc gia khác, biển Baltic có tầm quan trọng chiến lược đối. Khu vực này là một trung tâm giao thông quan trọng nối liền nhiều khu vực khác nhau của châu Âu và cung cấp khả năng tiếp cận các tuyến đường vận tải toàn cầu. Việc kiểm soát biển Baltic giúp đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực cũng như bảo vệ lợi ích kinh tế và quân sự của Nga,
Do vậy, Moscow luôn dành sự quan tâm đặc biệt.